Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về Thi Thiên thứ 119. Chúng ta vừa hoàn thành khổ thứ 7 và hôm nay chúng ta bước vào khổ thứ 8, từ câu 57 cho đến câu thứ 64. Hôm nay chúng ta sẽ đọc câu 57 và câu 58. Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa. Xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Thưa quý vị, khổ thứ 8 này bắt đầu bằng một cụm từ được gọi có ý nghĩa rằng phần của tôi đã được. Tác giả khẳng định Chúa là một phần rất quan trọng mà mình đã được nhận. Khi có lời của Ngài, thì tác giả khám phá ra rằng qua lời của Chúa, chính Chúa là điều mà tác giả đã nhận. Tác giả thỏa lòng ở trong điều đó. Nhưng chúng ta sẽ thấy ý nghĩa chính của khổ thứ 8 này, đó rằng khám phá lòng thương xót của Chúa qua lời của Ngài. Đó chính là điều tại sao tác giả nói rằng Chúa là phần rất quan trọng mà mình đã nhận được từ nơi chính lời của Ngài. Chúng ta thấy ở đây tác giả nhắc đến xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Từ ngữ thương xót hay là lòng nhân từ, có lẽ chúng ta nghe từ ngữ này chúng ta nghĩ nhiều hơn về Tân Ước. Tuy nhiên, ngay trong chính bối cảnh Cựu Ước, những lời văn có lẽ nhiều người gọi là thô ráp hay là có vẻ quá cứng nhắc luật pháp, tác giả khám phá lòng thương xót của Chúa qua chính lời của Ngài. Mở đầu khổ thứ 8 này, tác giả ví chính Chúa là cơ nghiệp hay là phần sản nghiệp được chia cho mình. Mình nhận được điều đó. Và trong ý nghĩa thông thường, chúng ta thấy rằng đây là điều cần thiết vì chúng ta cần nói về Đức Chúa Trời của chúng ta cho người khác. Chứ không phải chúng ta nói rằng ô, đó là Chúa của người đó đã kinh nghiệm như vậy, người này đã kinh nghiệm như vậy. Nhưng không, chúng ta chia sẻ cho những người chung quanh mình, Đức Chúa Trời của tôi như vậy nè. Có nghĩa rằng chúng ta thật sự kinh nghiệm về Ngài. Nên tại sao tác giả nói rằng, phần của tôi, Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Chúng ta dừng ở đây, để chúng ta thấy một bài học dành cho chính mình. Chúng ta có xem việc mình có lời Chúa là việc mình được trao một cơ nghiệp rất lớn không? Và chúng ta có đang hết lòng để gìn giữ cơ nghiệp đó hay không? Khi tác giả nói rằng tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa, vì tác giả biết thông qua lời của Ngài, tác giả sẽ khám phá được chính Đức Chúa Trời của mình. Ngày hôm nay, rất nhiều người có Kinh Thánh nhưng không có lời Chúa ở trong cuộc đời, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng chúng ta vẫn nói rằng tôi thờ phượng Chúa, là đấng như thế nào nếu chúng ta không có lời của Ngài? Tác giả khác chúng ta, ông có lời của Chúa, không chỉ là những tờ giấy được viết lời của Ngài, nhưng ông ăn nuốt lời Chúa vào trong cuộc đời của mình. Và qua điều ông kinh nghiệm đọc, học lời Chúa đó, ông đã thấy được lòng thương xót của Chúa. Và tác giả nói rằng, tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa, xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Trong nguyên văn có nghĩa rằng tôi quyết khẩn nài trước mặt Chúa với tất cả tấm lòng của tôi. Xin thương xót tôi dựa trên những điều Chúa đã phán. Một lời cầu xin bày tỏ sự khao khát biết rõ Đức Chúa Trời của chính tác giả. Ông đang ở trong một sự khó khăn nào đó, có lẽ chúng ta không biết, nhưng ông cầu xin Chúa thương xót ông. Chúng ta cũng thấy một khía cạnh nữa, đó chính là sự gần gũi giữa tác giả với chính Chúa của mình. Nên ông có thể cầu xin Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài với con,
như lời Ngài đã phán với con vậy. Chúng ta thấy hình ảnh này rất quen thuộc phải không? Giống như người con trai hoang đàng ở trong Luca đoạn 15. Khi anh ta hết đường và anh ta nhớ lại ở nhà cha ta có đầy đủ mọi sự, và anh ta trở về để ăn năn cầu xin sự thương xót của cha đối với mình. Đó là một người hiểu được và đang có mối liên hệ, đó là cha của mình. Đó là điều mà chúng ta thấy, một sự gần gũi đủ với Chúa. Chúng ta ý thức được rằng Chúa muốn chúng ta luôn cầu xin với Ngài. Một người gần gũi với Chúa như con với cha sẽ là một người rất dễ dàng để mở miệng, để nói với Chúa tận trong chính tấm lòng của mình, tận trong những yếu đuối của mình, những khó khăn mình đang trải qua, và xin Chúa thương xót giúp chúng ta. Chúng ta đừng như người anh ở trong câu chuyện trong Luca đoạn 15 đó. Ở trong nhà của cha nhưng không đủ gần với cha, để rồi anh có thể nói với cha rằng chưa bao giờ anh mở miệng xin cha điều gì. Nhưng người em thì lại hiểu được và mong muốn được sự thương xót của cha vì hiểu được mình đã sai. Chúng ta thấy hai sự khác biệt. Và ngày hôm nay tôi và quý vị cũng vậy. Có thể chúng ta vẫn đi nhà thờ, chúng ta vẫn có kinh thánh, chúng ta vẫn đang thực hiện những nghi lễ tôn giáo, nhưng chúng ta với Chúa thật sự có khoảng cách rất xa lạ, nên chúng ta không thể cầu nguyện, chúng ta cũng không thể có sự trò chuyện gần gũi, chúng ta cũng không có tâm tình với Ngài như con với cha, và càng không thể chúng ta cầu xin Chúa thương xót chúng ta, giữ ơn trên cuộc đời của chúng ta và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta. Vì chúng ta nghĩ rằng có thể Chúa rất là dữ, Ngài rất nguyên tắc. Cho nên chúng ta thấy lời của Chúa sẽ giúp chúng ta khám phá được lòng thương xót của chính Ngài. Xin lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở tôi với quý vị, để những ai đang sợ Đức Chúa Trời, chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra và đọc, để thấy sự thương xót của Ngài rất lớn. Lòng nhân từ của Ngài vẫn còn cho chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho bài học ngày hôm nay. Cha ơi, có thể chúng con đang nhìn Chúa như một vị thần vĩ đại, nhưng mỗi chúng con vẫn đang e sợ khi đến trước mặt Ngài, không đủ sự gần gũi để có thể nói đến những yếu đuối, những vấp phạm, những điều chưa trọn vẹn ở trong cuộc đời của chúng con. Vì cớ chúng con vẫn chưa hiểu Ngài, vẫn chưa biết Ngài thương chúng con dường nào, Ngài mong đợi sự trò chuyện của chúng con dường bao, và Ngài sẵn sàng hành động để tẩy xóa tội lỗi của chúng con một cách trọn vẹn. Cha ơi, xin tha thứ cho chúng con, để chúng con biết được qua lời của Ngài, chúng con sẽ khám phá được tình yêu lớn lao, lòng thương xót của Ngài dành cho mỗi chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.